What's up? Xin chào 500 anh em. À, chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái video khá là đặc biệt. Mình đang ở trên tầng 3 ở ngoài sân phơi đồ các bạn ạ. Đó, hôm nay thì trời chang thanh gió mát, rất là đẹp. Hôm nay mình lên đây thì có một cái lý do khá là hay, đó là mình sẽ rửa cái con phím này. Đây chính là con phím Idra EK300. Đây là cái dòng nó gần giống như là con Idra EK308 nhưng mà nó chỉ là LED Rainbow thôi. Đây các bạn nhìn thấy đây. Mặc dù là trời nắng rất là gắt nhưng mà mình vẫn thấy rõ đèn LED của nó. Thương hiệu Idra đây. Nói qua em sơ qua em này thì em này cũng đang sử dụng là switch quang của Funland. Và switch này thì nghe bấm khá là sướng và cũng như là chống nước. Đó là lý do vì sao mà hôm nay mình sẽ test cái khả năng chống nước của em này. Và chúng ta sẽ có thấy là em này có trang bị một cái viền đỏ chứ không phải là đèn LED như là những con EK308. Tuy nhiên thì thiết kế của nó khá là đẹp và cũng gần giống như là con EK308 đấy. Ok. Thì như các bạn đã thấy bàn phím này đang kết nối với lại chiếc laptop của mình. Đó, đây mình là thử cho các bạn xem nhé. Đó, vẫn sử dụng bình thường. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử một ít nước trước nhé. Rồi, ok. Các bạn thấy đấy, nước đã bắn tung tóe rồi. Mình sẽ thử đổi chế độ LED trước đi. Chế độ LED của em này là gì nhỉ? FN cộng với lại nút PS đây. Khá là nắng cho nên là các bạn không nhìn thấy được các cái chế độ đèn LED của em này. Tuy nhiên mình sẽ thử bấm chữ vẫn nhảy rất là bình thường. Đây mình sẽ spam vài nút cho các bạn xem. Đó, vẫn ok. Bây giờ mình sẽ xả nước ngập luôn để xem thử coi nếu mà trong cái tình trạng nước ngập bàn phím thì nó có sử dụng được không nhá. Đây, nước chảy rất là mạnh. Còn bàn phím này mình để cũng khá lâu rồi cho nên là nó sẽ hơi bụi một chút. Nhân tiện dịp này thì mình rửa luôn. Đó. Về con EK này thì nó vẫn giữ nguyên được một cái, đó là nó sẽ vẫn có kê tay. Đó. Và nó sẽ có dây bọc dù, cục chống nhiễu rất là ngon. Như các bạn đã thấy thì đây là một cái chậu nước mà rất là quen thuộc. Mình rất hay dùng để test chống nước các bàn phím cơ. Đó, mình sẽ tua nhanh qua đoạn này cho nó lên gió nhanh nhé. Rồi, ok, thì như vậy là nước đã khá là nhiều rồi và chúng ta có thể rửa được chiếc bàn phím này ngập nước luôn như thế này. Đó, khá là ngon. Tại vì con này đang sử dụng đó là switch quang cho nên là các bạn yên tâm là nó sẽ có kháng nước rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái này chỉ là việc mình test thôi chứ không khuyến cáo là các bạn đem bàn phím của mình đi ngâm nước nhé. Tại vì như vậy rất là dễ bị mất bảo hành. Đó. Mặc dù là con này nhà sản xuất bảo là sẽ được kháng nước. Đây, bây giờ mình sẽ thử một chút cho các bạn xem. Chúng ta sẽ thử này. Đây. Bây giờ mình sẽ gõ thử chữ C và chữ V nhé. Đó, vẫn bình thường. Nút space. Đó, vẫn ra nút space bình thường. Nói chung tất cả các tác vụ mình ấn thì nó vẫn rất chi là bình thường. Nếu như mà các bạn muốn cái tiếng kêu của con bàn phím này nó đanh hơn, tại vì khi mà mình nhúng nước thì cái tiếng của nó sẽ bị giảm đi khá là nhiều, thì các bạn nên phơi khô đi. Phơi khô thiệt là khô thì khi đó sử dụng thì nó sẽ trở lại như bình thường. Và tất nhiên với cái điều kiện trời nắng như là cái mùa này thì các bạn yên tâm là nó sẽ khô rất là nhanh. Đây mình sẽ nhấc lên. Nước rất là nhiều. Sẽ thử luôn nhé. Không biết sao mà ấn nó. Hình như nó đã có chuyển led nhưng mà mình không nhìn thấy gì cả. Đây là đang ở chế độ ấn phím nào sang phím đấy. Đó. Khá là hay.
Đây, nó có đổi led đây, mà mình do cái điều kiện trời này nó quá là sáng nên là các bạn không có nhìn thấy rõ được. Rồi, ok, thì đây chính là cái màn bình test nước, cái con EK300. Và tất nhiên con này thì nó cũng giống như là con EK308, là nó cũng đều là dùng switch quang và chống nước như nhau và như thế này hết. Đó. Nếu như mà các bạn đang sử dụng trong môi trường mà thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là dành cho các cái quán game net thì có thể các bạn tham khảo con này, và nó được bảo hành là 2 năm chính hãng của Idra Việt Nam nhé. Đó, rất là ngon. Cái kiểu dáng của nó cũng cực kỳ là hầm hố luôn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đem phơi thôi. Ok, mình sẽ để link phía dưới phần mô tả để như các bạn muốn mua em này. Và giá của nó thì chỉ khoảng tầm 700 thôi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Nếu mà như các bạn muốn mình làm thêm những cái video thực tế như thế này thì hãy để lại comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.